Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: Hỡi anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và chỉ dạy. Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ như vâng lời Đức Kitô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ như để phục vụ Chúa, chứ không phải người ta. Anh em biết đấy, ai làm việc tốt sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ, đừng dọa nạt nữa. Anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, người ngự trên trời và không thiên vị ai. Đó là lời Chúa. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc như đang
Khi thấy các ông Abraham, Isaac, Jacob cùng tất cả các môn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài, thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những người kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi qua lời Thiên Chúa. Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bạn hãy chiến đấu để qua được cửa này và vào lòng. Thì thưa các bạn, người anh em có kể một cái câu chuyện. Có một anh chàng thanh niên thì chết, anh đến gặp thánh Phêrô ở ngay cửa thi đàn để đòi xin cho được vào trong thi đàn. Ông Phêrô nói: được, chuyện gì nhất thì nó thì dễ, nhưng mà đầu tiên là anh hãy cho tôi xem các cái vết thẹo của anh. Anh thanh niên mới nói rằng là: thưa ngài, tôi không có cái vết thẹo nào cả. Thì ông mới nói rằng: cuộc đời, cuộc sống, tương quan của anh và chính bản thân của anh không phải có một cuộc chiến đấu nào xứng đáng để cho anh chiến đấu như sao. Thật là đáng tiếc vì không có những vết sẹo mà anh khó có thể được vào ở trong nước thi đàng này. Cái câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng câu chuyện cần để được suy nghĩ theo lời của một mục sư tên là Walter. Ông nói rằng cửa vào thi đàng chỉ có một chìa khóa, và không có chìa khóa phụ, không có chìa khóa phụ nào có thể làm được. Chúng ta biết rằng cuộc sống của con người để có thể như lời của tin mừng ngày hôm nay Chúa nói hãy chiến đấu vượt qua sự nghèo. Con người trong thân phận biết rằng mình yếu đuối, thế nhưng mà đôi lúc mình buông chiều cho những yếu đuối của mình mà mình không có những cố gắng, không có những hy sinh để chiến đấu chống lại cái lời biến ước lời của bản thân, chiến đấu chống lại những cám dỗ rất tinh vi của ma quỷ, đặc biệt là trong xã hội hiện nay, và chiến đấu chống lại những cám dỗ của đời sống vật chất, của những thú vui xác thịt, của những khoái lạc của cuộc đời theo quan niệm của con người mà ngày hôm nay ở trong xã hội rất hình thành. Những cái cuộc chiến đấu đó cần phải mạnh mẽ, cần phải cố gắng, cần phải từ bỏ và hy sinh, chúng ta mới có thể đón nhận được cái niềm vui đó chính là ơn cứu độ và thiên đàng. Cửa đi vào thiên đàng là một cái cửa hẹp, và cái cửa này cần đòi hỏi phải từ bỏ và chiến đấu. Chìa khóa để đi vào thiên đàng là chìa khóa tình yêu, một khuôn mẫu duy nhất không thể thay thế được. Và cái con đường để chúng ta có thể đi vào thiên đàng là con đường thập giá mà Đức Kitô đã chỉ. Phải chăng đó là một lời khuyên, đó là một lời mời gọi mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã mời gọi con đường chúng ta hãy cố gắng chiến đấu để qua cửa hẹp. Mà vì tôi nói cho các ông biết, có nhiều người tìm cách vào mà không thể được, thiếu cố gắng, thiếu hy sinh ở trong cuộc sống, và có thể nói là thiếu những cái mối tương quan của cuộc đời, những cái tương quan để gắn kết nhân tình người, để gắn kết nên một cái sự phụ thờ giữa con người với Thiên Chúa thì còn có thể khó được vào. Bởi vì chúng ta không có làm quen với Chúa trước ở trong cuộc đời này thì làm sao có thể dễ dàng để có thể gặp được Chúa ở ngày giờ mà Chúa cho chúng ta. Ước mong những lời khuyên qua bài tin mừng ngày hôm nay giúp cho mọi người chúng ta hiểu được và ý thức được thân phận yếu đuối của con người và những cái
hy sinh, những cái cố gắng của chúng ta sẽ là những cái chìa khóa để giúp cho chúng ta bước vào trong thượng thiên đàng, nơi mà chúng ta sẽ đón nhận vinh quang, nơi mà chúng ta được hưởng phúc vĩnh cửu, cũng như là nơi mà chúng ta ước mong với một đời người Kitô hữu của mình được vào đó là lẽ sống của người công giáo.